Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại cùng với video của em Hải trong phiên uh, sau phiên giao dịch ngày hôm nay. Anh chị đang xem video thì có thể để lại cho em Hải những lượt like, những trái tim màu tím cũng như là những lượt đăng ký kênh ITP Club Channel. Em Hải thì sẽ uh, live stream cũng như là đăng video ở trên kênh khá là thường xuyên anh chị. Uh, cho nên là anh chị có uh, yêu quý em Hải thì có thể để lại cho em Hải những lượt like cũng như là những cái bình luận tích cực ở dưới. À, ở phía dưới à, sau khi mà video được up lên thì em hải sẽ vào và à, trả lời cũng như là tâm sự cùng quý anh chị nhà đầu tư à, để lại những cái quy chế cho quý anh chị nhà đầu tư những cái lượt like anh chị nhé. Rồi à, ngày hôm nay thì em cũng xin phép là gửi tới anh chị về một cái mã cổ phiếu mà em đang thấy được là cái xu hướng à, xu hướng là đã đảo chiều và những cái điểm mua mới theo Ichimoku trịnh phát thì cũng đang xuất hiện anh chị và ngày hôm nay thì em phải gửi tới quý anh chị ngay. À, với mã cổ phiếu đó chính là cổ phiếu DCM Và như tựa đề thumbnail là giữa DCM và DPM Thì tại sao em lại chọn DCM hơn à, Anh chị ha Thì chúng ta sẽ cùng vào với lại Cái buổi à, Video à, vào ngày hôm nay Rồi thì ngày hôm nay thì chúng ta thấy được Rằng là cổ phiếu DCM à, Đã có những cái trạng thái tăng khá là tốt Mặc dù Mặc dù anh chị à mặc dù anh chị nhá đây là một cái cây nến đâu đó là một cái cây nến khá là xấu à, nhưng đang chúng ta đang thấy được là à, vẫn đang là những cái trạng thái à, khá là tốt à, khi mà hai kiếm vẫn đang hướng lên và trạng thái vẫn là một cái trạng thái breakout ở trong khung đồ thị ngày anh chị thì liệu rằng cái điểm mua của cổ phiếu DCM này nó đang ở đâu à và tại sao giữa dcm và dpm thì em lại chọn dpm ở dcm thì anh chị có thể à, thì anh chị là có thể là chúng ta sẽ um, bước vào uh, phiên uh, uh, bước vào cái video ngày hôm nay để hiểu rõ hơn anh chị nhé rồi với cái cổ phiếu DCM này nếu mà nhìn vào ở các ở xu hướng đi thì chúng ta sẽ đi qua trước về xu hướng anh chị nhé à, với DCM thì xu hướng đang là những cái xu hướng tăng anh chị nhé nhìn à, ngày hôm nay là đã có những cái trạng thái bật tăng thêm em đánh giá là tốt rồi anh chị mặc dù cái hình thái nến thì có vẻ như là một cái hình thái nến khá là xấu khi chúng ta thấy được là có những cái lực bán À, có những cái lực chốt lời ở quanh đây anh chị nhé à, còn để lý giải lý giải lý do tại sao thì có lực chốt lời quanh đây thì em thì lát nữa khi mà vào à, công với công cụ ichimoku trịnh phát thì em sẽ à, giới thiệu với anh chị rõ hơn ha còn hiện tại thì sau cái phiên ngày hôm nay thì cho thấy được cái xu hướng của à, DCM nó đang dần được à, hé hé à, hé mở ra anh chị về cái trạng thái của ads À, chỉ số DMI là cái đường AD anh chị thì đang thấy được AD cộng và đường AD trừ bắt đầu nó tóe ra rồi à, màu xanh thì vẫn nằm trên màu đỏ và bắt đầu có cái xu hướng là xa dần ra mặc dù vậy thì cái đường cái chỉ số AD anh chị thì vẫn đang ở quanh giờ là 13.1 thì cho thấy được rằng là cái xu hướng nhìn chung của DCM vẫn là một cái xu hướng tích lũy anh chị nhé vẫn là một cái xu hướng tích lũy rồi đó à. thì à thì khi đó khi đó chúng ta vẫn sẽ còn có những cái kỳ vọng với cái mã DCM này nếu mà xuất hiện những cái vùng mua anh chị nhé và khi mà nó tích lũy lại như vậy anh chị thì bắt đầu là cái đường AD này nè anh chị nó sẽ bắt đầu nó là lại đi lên đó, nó là lại, lại đi lên anh chị nhá nó là lại, lại đi lên đó thì lúc này thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái sự tăng điểm của dcm nó sẽ bắt đầu thoáng hơn nó sẽ bắt đầu có rõ hơn anh chị nhá còn giai đoạn hiện tại thì nhìn chung vẫn đang là những cái quá trình tích lũy thôi nhưng mà em thấy bắt đầu đang có xu hướng khá là đẹp khi mà ở cái đường X cộng và đường AD trừ nó đã nó đã xa bắt đầu đó nó xa nhau hơn rồi À, chúng ta thì sẽ tiếp tục theo dõi à, với cái trạng thái xu hướng của DCM Ở trong khung đồ thị ngày anh chị nhé Rồi, còn ở không trong khung đồ thị Ở trong về phần Arun thì sao à, Arun thì chúng ta thấy được Arun Arun cộng anh chị nó đang nằm ở cái không Và Arun trừ thì nó đang mức, ở mức là 71.44 Nhìn chung về trạng thái thì đang cho thấy là song song Thì có thể trong giai đoạn sắp tới à, Khi mà à, có xác nhận xu hướng À, chưa xác nhận xu hướng á, thì nó vẫn sẽ đi ngang, Arun cộng nó sẽ đi ngang ở đây nè anh chị và Arun trừ thì nó sẽ đi lại xuống và khi mà Arun trừ và Arun cộng bắt đầu à, Arun cộng bắt đầu ngóc lên và Arun trừ tiếp tục đi xuống thì hai cái này nó sẽ có cái trạng thái là giao thoa thì từ đó à, từ đó nó sẽ có những cái sự gọi là tăng điểm tốt hơn xác nhận về một cái sự tăng điểm của DCM ở trong giai đoạn sắp tới anh chị nhé rồi À, đó là nhìn về góc độ ngắn hạn là cụ thể là ở khung ngày còn ở khung tuần thì thế nào rồi còn nhìn về trạng thái ở khung đồ thị tuần thì chúng ta đang thấy được là đang là một cái uh, đang là một cái vẫn là một cái xu hướng tăng nếu mà nhìn vào trong đường chỉ số địa chỉ báo DMI anh chị thì đang là một cái xu hướng tăng với mã cổ phiếu DCM anh chị. Nhìn về cái góc độ hình thái trạng thái nến thì đang là những cái vùng tích lũy trở lại của DCM anh chị nhé. Và ở trong cái giai đoạn vừa rồi thì DCM gần như là đang cho thấy được là sự biến sự dao động trong một cái biên độ khá là hẹp từ cái vùng giá là 34 tới cái vùng giá là 38.6 tức là chỉ có bốn giá thôi. À, 38 8 đấy xuống tới cái vùng giá phía dưới là 34.3, tức lâu đó là chỉ có bốn giá hơn anh chị, hơn bốn giá hơn thôi. Thì nó thể hiện được rằng là vẫn đang là những cái quá trình gọi là tích lũy trở lại à, để tạo ra một cái nhịp tăng mới ở trong giai đoạn tiếp theo. À, nhìn về xu hướng thì đang là tích lũy anh chị nhé. Trạng thái à, trạng thái thì đang cho thấy Arun cộng và Arun trừ nó đang song song, tức là sao? tức là có sẽ có một lúc nào đó nếu mà dòng tiền mạnh đi trở vào anh chị thì arun arun cộng này nó sẽ tiếp tục là ngóc ngóc lên nó cắt lên cái đường arun trừ anh chị nhé thì tiếp tục là sẽ là những cái sự bật tăng à, những cái sự bật tăng của à, DCM ở trong giai đoạn tiếp theo ở khung đô thị tuần anh chị đó nó có thể bật tăng bất cứ lúc nào anh chị nhé à, chỉ cần là có dòng tiền mạnh xác nhận đánh vào à, thì cái arun cộng này sẽ để cắt lên cái đường arun trừ này và sau đó nó sẽ bắt đầu đi lên lại ở vùng 100. À, anh chị nhá Đó thì đó là về khung tuần và khung ngày. Một cái xu hướng của DCM. Em đánh giá được rằng là trong giai đoạn vừa rồi. À, có những cái vùng tích lũy phải nói là cực kỳ bắt đầu là bóp lại anh chị. À, biên dao động cực kỳ thấp anh chị nhé. Đó. À. Rồi. À, tiếp, theo, à, thì, à, tiếp theo. Thì tiếp theo thì xe xe Ichimoku trịnh phát thì tới lúc này thì em cũng sẽ gửi tới quý anh chị những cái lý do mà em chọn là cổ phiếu DCM thay vì là chọn cổ phiếu uh, chọn cổ phiếu DPM anh chị nhé uh, Thật ra thì nhìn về cái trạng thái ngắn hạn của DPM thì nó đang đẹp hơn anh chị bởi vì chúng ta thấy được là uh, cái xu hướng thì nó đã đảo chiều uh, đảo chiều trước rồi uh, xu hướng đã đảo chiều trước rồi uh, đang là ao sen nằm trên uh, đang là những cái vùng ao sen nằm trên mây À, và nhìn vào cái xu hướng của DBM thì ở trong giai đoạn sắp tới nếu mà vẫn giữ được những cái vùng như là 32.35.2 thì à, thì vào à, cuối tháng 9 thì sẽ có những cái sự bật tăng tiếp tục với cổ phiếu DBM anh chị nhé. Còn về hiện tại còn về hiện tại cụ thể là ngày hôm nay thì cái cổ phiếu DPM này đang thấy đang thấy được cái trạng thái giao dịch là khó tăng anh chị nhé bởi vì đang thấy được những cái vùng mây to một cái vùng mây bán ở quanh đây nè anh chị à cho nên là à, nếu mà nó có đi qua thì cũng sẽ phải quay trở về test à, cho nên là ngày hôm nay chỉ cần có những cái lực bán chốt lời à, nó xuất hiện là nó làm cho cái giá cổ phiếu à, nó có trạng thái cục đầu liền đến cục đầu liền anh chị nhé. Rồi thì đang cho thấy là vẫn nằm trên nằm ở cái vùng 35.2 thì với cổ phiếu này vẫn đang ổn và nó sẽ có trạng thái tích lũy chặt hơn vào cái ngày 18 tháng 9, tức là vào tuần sau, cụ thể là thứ tư tuần sau thì trạng thái của DPM sẽ bắt đầu tích lũy chặt trở lại anh chị nhé Rồi. À, tại sao thì em lại chọn cổ phiếu DCM mà không phải DPM? Nếu mà anh chị có thể thấy được thì DPM ở trong các khung lớn ví dụ như khung tuần và khung tháng thì gần như là đang cho thấy một cái trạng thái ví dụ như khung tháng đi là đang nằm đi đi trong cái vùng mây nè. Còn khung tuần thì cái vùng giao gâm ở trên 41 vẫn đang chưa có những cái nó vẫn còn nằm trên này. Tức là nếu mà có những cái trạng thái bật tăng anh chị thì nó sẽ chưa thông thoáng bởi vì là nó vẫn còn có những cái vùng kháng cự ở phía trên. Anh chị nha. Và cái trạng thái tăng của nó sẽ không mạnh bởi vì rằng là nó sẽ bị vướng uh, cái vùng giao găm ở quanh 41 này uh, Nó phải có những cái trạng thái vòng về vòng về uh, để làm sao để làm sao mà cho những cái nhà đầu tư ở trên cái vùng giá 41 này họ bắt đầu họ cắt lỗ anh chị uh, Anh chị có thể thấy ở quanh 41 này nè thì giá trung bình của quanh đây sắp uh, trong... Uh, trong tháng 10 thì nó sẽ chuyển về thành là 38.3 anh chị nhé là tức là họ đã trung bình giá à, từ 41 xuống còn tới cái vùng giá 38.3 và sau đó qua các à, à, qua tới tháng 12 à, thì nó sẽ về tới cái vùng giá là 35.3 à, tức là gì tức là à, cái cổ phiếu này thì sẽ còn có một cái quá trình rất là dài để cho cái vùng giao găm 129 ngày ở khung tuần nó phải đi về à, dưới à, cái giao găm 65 này anh chị à, anh chị ha đó là cần thiết là nó sẽ đánh lên sau đó cái này hạ xuống đó, thì trong lúc mà trong quá trình có những cái sự đảo chiều như vậy ấy, thì những cái sự rung lắc của cổ phiếu này trong khung lịch tỷ tuần là chắc chắn là có à, anh chị nhá cho nên là em nhìn thấy được là nhìn về cái trạng thái của DBM ở các khung lớn hơn á, thì nó sẽ không đẹp bằng DCM rồi thì tiếp tục đi qua về DCM DCM thì điểm cộng là gì anh chị thì điểm cộng của thằng này thì chính là điểm trừ của thằng kia ví dụ như điểm cộng của DPM hiện tại là ở trong các khung ngắn thì nó đã nằm trên mây rồi, à, tức là nó đã xác nhận một cái xu hướng đảo chiều xu hướng rồi, tức là từ xu hướng giảm thành xu hướng tăng. thì cổ phiếu DCM này thì lại có một cái điểm trừ đó chính là việc là cái cổ phiếu này thì nó đang có những cái trạng thái là đi trong đi trong mây, nhưng mà theo em đánh giá rằng là cái sự đi trong mây này nó sẽ không thành vấn đề gì. À, cho nên là cái điểm trừ này nó cũng sẽ ít đi anh chị nhé. Điểm trừ này theo em đánh giá là khá ít bởi vì là nhìn về cái trạng thái của DCM ngắn hạn thì vẫn đang rất là thông thoáng về chiều lên anh chị. Ở những cái vùng phía trên gần như là đang có những cái vùng mây nhưng mà theo em đánh giá là những cái vùng mây này là không không lớn, à, mây mỏng. Mùng mây là không dày lắm, không lớn anh chị nhé. Và cái trạng thái của DCM thì trạng thái của DCM này thì nó đang đẹp hơn là nó vẫn nằm trên được những cái vùng 37.5 và nó đang có những cái trạng thái là tích lũy chặt ờ, trong đây ở ở quanh đây ở quanh cái vùng 37.5 là trong 4 ngày anh chị nhé tức là thêm ngày mai và tới qua hết ngày thứ tư thì bắt đầu mới có trạng thái tách kiếm ra với cổ phiếu DCM cho nên theo em quanh đây vẫn đang là những cái vùng mua À, vẫn đang là những cái vùng mua với mã cổ phiếu DCM anh chị có thể chú ý. Nếu ngày mai thị trường vào buổi sáng có những cái sự rung lắc nhẹ nhẹ, cổ phiếu này có những cái sự giảm điểm đỏ một xíu thì hoàn toàn đây chính là cơ hội để cho anh chị à, mua vào với mã cổ phiếu DCM. À, mã cổ phiếu DCM anh chị nhá. À, chúng ta sẽ đánh một cái nhịp ngắn về lại quanh vùng giá là 41.6, à, quanh cái vùng là 41 tới 41.6. À thì tới lúc này À, thì sẽ bắt đầu có những cái sự rung lắc trở lại thêm một lần nữa và sau đó nó sẽ mới đi lên mạnh anh chị à, anh chị nhá Rồi thì trước mắt thì chúng ta sẽ đánh một cái nhịp ngắn là từ 37.5 về tới cái vùng 40 à, về với vùng 41 tới 14 41.6 anh chị rồi à, nhìn về trạng thái thì đang cho thấy là tích lũy khá là chặt ở trong 4 ngày và chỉ cần cho cổ phiếu này à, nếu mà anh chị nào muốn chắc ăn hơn thì chỉ cần cho cổ phiếu này nằm lại trên cái vùng là 38 thôi À, thì chúng ta sẽ xác nhận một cái câu chuyện là ao sen à, chúng sẽ nằm trên mây và từ đó à, và từ đó cái xu hướng của dcm cũng đảo chiều anh chị nhé. đó à, xu hướng của dcm cũng sẽ đảo chiều và em đang đánh giá được rằng là trạng thái của các cổ phiếu như phân bón ví dụ như dcm và dpm thì đang khá là đẹp vậy điểm cộng à, tiếp theo của cổ phiếu dcm này thì nó nằm ở đâu điểm cộng tiếp theo đó chính là việc chúng ta thấy được là cái trạng thái của DCM ở chiều tăng ở trong khung đồ thị tuần gần như đang khá là thông thoáng. Gần như đang khá là thông thoáng. À, khi chúng ta thấy được là hỗ trợ giao găm cũng như là hỗ trợ à, hỗ trợ giao găm 69 à, cũng à, 65 cũng như hỗ trợ giao găm 129 tuần thì nó đang nằm phía dưới cho thấy được rằng là trạng thái của DCM chỉ cần tích lũy đủ à, là nó sẽ tiếp tục tăng lên anh chị nhé Ngoài ra với cổ phiếu DCM thì à, không như DPM là lúc này nến thì vẫn còn đang ở trong mây, à, giá thì vẫn đang ở trong mây, thì lúc này thì nó đã nằm trên rồi và cái sự bật à, và ở trên vẫn đang rất là thông thoáng với lại cổ phiếu DCM anh chị nhé, cho nên hoàn toàn đây là những cái nhịp mà anh chị có thể vào ngắn trước mắt với cổ phiếu DCM anh chị, à, một cái nhịp là từ 37.5 là lên tới cái vùng giá là 41.5 anh chị nhé, à, chúng ta sẽ đánh là đâu đó bốn giá, đó. À. Theo em đánh giá là với cái trạng thái nến như vậy thì hoàn toàn khả năng là ngày mai DCM vẫn sẽ có những cái nhịp rung lắc một xíu, đâu đó là 0.1, ở à, đâu đó là 0.2, 0.3% thôi. À, nhưng mà đó cũng là đủ để chúng ta à, làm một cái nhịp T cộng à, với mã cổ phiếu DCM ở trong giai đoạn sắp tới anh chị nhé. Trước mắt thì sẽ là trading à, về lại cái vùng giá đỉnh và sau đó thì chúng ta sẽ tìm tiếp những cái cơ hội tiếp theo của DCM anh chị nhé. Đó thì đó là những cái chia sẻ của em về cổ phiếu DCM cũng như là những cái lý do mà em chọn cổ phiếu uh, DCM hơn cổ phiếu DPM là vì vậy anh chị nha. Rồi, thì đó là những cái chia sẻ của em. À, ngày hôm nay thì uh, ngày hôm nay nhìn qua về thị trường uh, uh, cơ sở một nhìn qua thị trường cơ sở thì chúng ta thấy được là cái khối lượng giao dịch đang khá là thấp cho thấy được là bắt đầu khi uh, quanh đây uh, người ta không còn có trạng thái là mua bán nữa anh chị đang khá là chán chường nó thể hiện rằng là gì lực cung à, lực cung thì không còn nhưng mà lực cầu thì vẫn đang ở đâu đó chưa muốn vào anh chị à, có thể lực cầu họ cần có những cái sự xác nhận nhiều hơn để uh, uh, để cho các dòng tiền lớn họ đi vào và uh, Uh, có những cái tỷ lệ chính xác hơn về thị trường anh chị nhé. Còn giai đoạn hiện tại có lẽ vẫn đang có những cái sự bấp bênh, uh, có lẽ là đang có những cái sự bấp bênh. Uh, cho nên rằng là dòng tiền lớn vẫn chưa nhập cuộc, uh, cũng như là một số uh, vẫn như là một số các ảnh hưởng khác uh, mà anh chị uh, mà anh chị cũng uh, có thể hình dung ra được ở trong giai đoạn hiện tại của uh, Việt Nam chúng ta, anh chị ha thì em đánh đánh giá được là dòng tiền lớn vẫn đang chưa muốn nhập cuộc vào mặc dù lượng cung ở đây thì không thấy được tiết ra nhiều thêm anh chị à, nó biểu thị bởi cái ngày hôm qua rồi tức là khi về tới 1245 thì bắt đầu có những cái sự rút chân đi lên và cũng như là vào buổi sáng nếu mà không có những cái tai nạn của cổ phiếu Novaland được tạo ra à, vào cái ngày hôm trước à, cái ngày hôm uh, vào cái ngày hôm qua thì có lẽ là chúng ta sẽ thấy được là thị trường nó sẽ bắt đầu đi lên luôn chứ không phải là uh, bị ép thêm một lần ở quanh một bốn 245 nữa anh chị ha à, theo em đánh giá thì uh, có lẽ sự, thị trường sẽ tiếp tục có những cái trạng thái tích lũy quanh đây và vào tuần sau khi mà khách sạn uh, ngày mở ra thì nó sẽ tiếp tục có những cái sự hồi phục cho nên là ngày mai vẫn là những cái cơ hội cho anh chị uh, chú ý về cái mã cổ phiếu dcm anh chị nhé rồi Ngoài ra thì dcm cũng là một cái cổ phiếu mà đã có cái trạng thái uh, uh, À, tín hiệu đã có một cái tín hiệu từ robot với mã cổ phiếu DCM ở trong chứng khoán ATP cho nên là anh chị nào mà không muốn bỏ lỡ những cái cơ hội à, cũng như là à, bỏ lỡ à, những cái cơ hội những cái tín hiệu ở trên chiếc app chứng khoán ATP à, thì có thể là à, em để ở dưới phần mô tả là đường link để tải từ tải tải chứng khoán ITP à, với CH Play cũng như là App Store anh chị nhé. Đó cũng như là anh chị nào mà uh, chưa hiểu rõ về cách uh, 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 cái cách mà app này nó thực hiện cách giao dịch thì anh chị có thể nhắn với em qua số zalo 717 thì em hãy sẽ hỗ trợ cho anh chị thêm anh chị nhé rồi uh, thì video này cũng uh, tới đây thôi uh, anh chị nào mà uh, chú ý về mã cổ phiếu DCM này uh, thì để muốn hiểu rõ hơn thì có thể là nhắn với em qua số zalo anh chị nhé thì chúng ta sẽ cùng uh, À, bàn bạc tham khảo về cái điểm mua nào à, cho nó hợp lý cũng như điểm bán trong giai đoạn sắp tới cũng như nếu mà anh chị có mua thì có thể là nhắn với em à, để em có thể theo dõi sát cái cả những cái mã cổ phiếu mà em khuyến nghị ở trên video này à, để cho anh chị có thể là nhanh chóng à, bác nắm sát à, nắm bắt được à, cũng như là à, theo sát cái mã cổ phiếu anh chị nhé rồi một lần nữa à, cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của em Hải hẹn gặp chị, hẹn gặp anh chị vào những cái video cũng như livestream tiếp theo xin chào